Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Ngày 13 tháng 9 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc một cái quy trình làm về hoành phi câu đối nữa. Đây là cái quy trình lên chữ của chúng tôi. Thì trong rất nhiều các clip trước, chúng tôi đã giới thiệu về các cái phần mộc cũng như về phần thiếp vàng hoành phi câu đối. Thì quý vị hãy kích vào trang chủ đồ gỗ Hiền Lành trên YouTube để xem thêm. Và trong video này, chúng tôi giới thiệu thêm một quy trình làm về đồ gỗ hoành phi. Đó là quy trình lên chữ của chúng tôi. Thì quy trình lên chữ này, chúng tôi sau khi thép vàng xong, chúng tôi sẽ đợi cho vàng nó khô. Bắt đầu chúng tôi mới lên chữ sơn then, hay còn gọi là sơn đen. Thì những người thợ chúng tôi sẽ dùng bút và sơn đen, chúng tôi sẽ quét lên bề mặt của chữ. Toàn bộ chữ là đã được thiếp vàng rồi, sau đó chúng tôi mới lên. Và trên màn hình các bạn đang xem đây là các cái bộ câu đối lòng mo hàng liền khối của chúng tôi, rộng 40, cao 2m17 liền khối. Hàng liền khối thì nó đắt hơn cái hàng ghép 3 miếng rất là nhiều nếu nói về dòng câu đối lòng mo. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành thì đang sản xuất rất nhiều hoành phi câu đối, các cái mẫu mã đa dạng kích thước. Chúng tôi nhận đặt đồ thờ cúng theo yêu cầu. Và các bạn đang xem đây là bức hoành phi chạm ba chữ Đức Lưu Quang có phụ đề tiếng Việt, để cho quý vị dễ hình dung. Và video thì đang được quay trực tiếp tại xưởng làm đồ thờ cúng của chúng tôi. Đây là xưởng chúng tôi chuyên để hoàn thiện cái phần sơn son thiếp vàng, rất nhiều hoành phi câu đối cửa võng. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video về đồ thờ cúng mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Đây là bức hoành phi bằng chất liệu gỗ gụ, dài 2m17, chiều rộng 67 và ván là dài 3 phân. Thì bên cạnh các cái bộ chúng tôi làm bằng chữ đen, thì các bạn đang xem đây là những bộ chúng tôi sơn son thiếp vàng, nền đỏ chữ vàng, nó có rất nhiều cái gam màu khác nhau. Nếu như đi nền vàng thì chúng tôi lại phải đi chữ đen để phối kết hợp với nhau. Phối kết hợp với nhau cho nó hiện rõ được cái bề mặt nổi của chữ, làm nó nổi bật lên. Nền đỏ thì chúng tôi lại đi chữ vàng, mà nền vàng thì chúng tôi đi chữ đen. Mà nếu như nền đen thì chúng tôi lại đi chữ vàng. Rất nhiều các cái bộ chữ và gam màu khác nhau thì quý khách có thể đặt theo yêu cầu của mình. Chúng tôi cũng giới thiệu thêm một vài bộ chữ để cho quý vị tham khảo. Như bức hoành phi này, chúng tôi có thể làm được chữ Ẩm Hà Tư Nguyên, hay là Uống Nước Nhớ Nguồn, hay là Đức Lưu Quang, chữ Thư Pháp, Lưu Phúc Lưu Ân, Vạn Cổ Trường Xuân, rất nhiều. Và Vạn Cổ Anh Linh, Ngũ Phúc Lâm Môn, rất nhiều các cái bảng chữ quý vị có thể tham khảo. Chúng tôi đặc biệt là chúng tôi là một cơ sở sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả các cái quy trình làm về hoành phi bằng gỗ để cho quý vị tiện theo dõi trên YouTube cũng như trên fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành, hoặc quý vị truy cập vào Zalo 0986 883349. Chúng tôi sẽ giải đáp các cái thắc mắc của quý vị về sản phẩm hoành phi câu đối cũng như các cái sản phẩm về đồ thờ cúng gỗ như khám thờ, ngai thờ và tượng thờ. Tất cả các đồ thờ cúng liên quan bằng gỗ. Quý khách có thắc mắc, quý khách hãy bình luận phía dưới, chúng tôi sẽ giải thích. Toàn bộ chữ đây thì chúng tôi đã thép vàng rồi, sau đó thì chúng tôi mới sơn then trên bề mặt. Và cái phần sơn then như này thì trung bình nó rơi vào khoảng tầm một buổi mới khô, nó mới cóng sơn. Bức hoành phi này chúng tôi làm kích thước là 2m17, rộng 67, ván dày 3 phân, chạm ba chữ Đức Lưu Quang và có xen kẽ là Tứ Quý. Đi liền với các cái bộ hoành phi này là chúng tôi thường hay làm bằng câu đối phẳng, nhưng quý khách có thể đặt theo yêu cầu câu đối lòng mo nếu như ở nhà gỗ
hoặc câu đối long hoa mai. Nó là do yêu cầu của quý khách nó khác nhau. Quý khách muốn đặt hàng hay mua hàng, quý khách nên là kiểm tra mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Trước khi cơ sở đồ gỗ Hiền Lành đi vào hoàn thiện một sản phẩm gì đó thì chúng tôi sẽ quay lại phần mộc một lượt trước để báo cáo với khách hàng và sau đó chúng tôi mới cho thợ hoàn thiện. Thì quý khách hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn tận tình miễn phí cho quý vị. Quý khách không ở xa thì quý khách có thể về tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành để xem hàng trực tiếp. Và nếu quý khách ở xa thì quý khách có thể xem qua video của chúng tôi sẽ quay lại rất chi tiết từng cái công đoạn một. Trong các video lần trước chúng tôi đã giới thiệu các cái công đoạn mộc, rồi là đốt lửa hoành phi, rồi là thép vàng. Trong công đoạn này chúng tôi sẽ giới thiệu cái công đoạn là lên chữ. Công đoạn lên chữ này cũng rất là khó, tỉ mỉ, yêu cầu người thợ phải có cái trình độ cao và kiên nhẫn trong một thời gian dài mới lên hết được bằng này chữ. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất hoành phi câu đối trực tiếp, không qua trung gian. Trung bình một tháng chúng tôi sản xuất từ 100 tới 200 bộ, đáp ứng ra ngoài thị trường, bán buôn bán lẻ toàn quốc. Quý khách hãy điện về trực tiếp cho chúng tôi về các cái kích thước cũng như là các cái mẫu chữ. Hiện nay thì nhiều khách hàng lại đang có một số ý kiến là nên để chữ phụ đề để cho con cháu sau này dễ hình dung. Và một số ý kiến của khách hàng thì lại tư vấn chúng tôi là làm chữ Hán lại không nên làm phụ đề, thì đó là do yêu cầu của từng khách hàng. Còn chúng tôi thì cứ làm theo yêu cầu của quý khách. Hiện nay chúng tôi đang nhận được rất nhiều các cái hợp đồng làm đồ thờ cúng mới toàn bộ cho nhà thờ, và sau đó chúng tôi cũng nhận là trùng tu đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng lâu năm, là do quý khách dùng đốt hương khói nhiều nó sẽ ám vào vàng Đài Loan, nó sẽ nhanh mờ hơn, thì chúng tôi sẽ có trùng tu. Thì quý khách cứ điện về cho chúng tôi theo số 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn các cái công đoạn trùng tu và cũng như báo giá kích thước cụ thể từng cái sản phẩm trùng tu một để cho quý khách biết được cái giá thành nó hợp lý. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành trên YouTube để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên cái thị trường đồ gỗ online cũng như là đồ thờ cúng tâm linh. Và video sau chúng tôi sẽ giới thiệu cái bức hoành phi siêu to khổng lồ dài 2,4 m và rộng 1,07 m có cái tai khám ở bên ngoài. Trong video trước tôi đã giới thiệu cái quy trình đốt rồi, thì video sau chúng tôi sẽ giới thiệu cái bức hoàn thiện đầy đủ hoàn chỉnh sơn son thép vàng chữ đen. Cái chữ bé phụ đề tiếng Việt đây thì người thợ chúng tôi lại phải làm bằng tay bo, là vì nét rất nhỏ, không như cái bản chữ bên trên chữ Hán nôm chữ to vuông 35 phân thì chúng tôi làm bằng bút được. Quý khách thấy hay thì quý khách hãy chia sẻ tới các cái bạn bè của mình để biết được các cái quy trình làm của chúng tôi. Quý khách đừng quên là hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem các video mới nhất về đồ thờ cúng. Và bây giờ thì những người thợ của chúng tôi đã hoàn thiện xong bức hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gụ sơn son thép vàng chữ sơn then. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi các cái video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.